dữ ta. Không sao đâu, trời ơi. Bình thường ấy mà, trời ơi. Mấy ca này em giải quyết được. Cứ lo do là em bắn thôi. Em trèo vào tim nha. Cứ vô là em bắn thôi, không tiếng. Em sắp như gì
ra ở rồi, 3 tháng nữa. Tập trung mình hình thôi, đừng tập trung mình phim không tên thôi. Yêu em đi con nhé, giờ thằng này trôi qua, mọi điều thoáng qua, tình yêu đôi ta sẽ không bao giờ lìa xa. Không anh ơi, cầm tay cho em theo với. Yêu em đi bà ơi, bởi vì em là yêu bó mắt rồi. Em vẫn hay tưởng tượng thương sang mỗi ngày thấy anh, được cùng anh đón nắng mai trong bình yên. Cầm tay nhau
giá bao nhiêu. Không tin đâu, vèo xạo lở. Vèo xạo quá. Em bằng 4 hồn chưa lên được. Ừ mà lên đi. Em mua đi, em chán hải nha. Em nói rồi. Để em kiểm chứng vèo này coi. Vèo mà lên, vèo mà lên mặt kim, em lên. Em lên huyền thoại rồi. Phèo con điện thoại mà phèo xào quá. Ừ. Phèo sẵn nhất. Phèo có thể để rung được bình đi cho phèo. 4 giờ sáng nó còn OBC nữa. Thôi không cần chụp hình đâu. Được rồi, không cần chụp hình đâu. Em chờ Electro nha. Xin thắng tại chai 2. Không nên nói chuyện ngắn ngắn thôi, chuyện dài quá em không có đọc được. Em chào.
cho con ngủ đi sớm. Ba ơi cho vô chung không ba? Ba ơi em vô rồi. Em xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em lần này. Cho em vô dưới, mở mở ra mở chân ra cho em vô dưới. Khổ quá, không tin nó thích anh phèo á, nó làm màu á. Một người yêu anh đắm say, một người bên anh mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra em đâu đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em hay anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để em nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm. Nhà nghỉ tâm này ấm lắm vậy. Bi đi đâu? Bi ơi đi ngoài đường hay bị tai nạn lắm Bi ơi. Lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai. Không phải ơi, ý bo á, là bo đã bị gẹ rồi á. Bo bị chơi xong bỏ đúng không? Đúng không? Giờ cay cù đúng không? Hiểu. Anh nghe. Em yêu bo lắm nè. Trời ơi. Có một anh là Melly. Cho thử không? Cho thử phát đi. Em xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em lần này. Đừng xa. Cho em thử thấy rồi. Thử không chắc thử nói nhiều. Bo của ai cũng mặc kệ. Mình thích là mình thử, ok. Bi buổi bữa giờ mày chơi lúc nào Bi? Không thấy mặt luôn. Ơi. Bởi vì em biết trái tim bao là nỗi anh chán lắm mình. Không tên đi ngủ đây, rủ phèo như vậy sao cô ấy thích phèo rồi đúng không? Giúp em mọi mê hâm. Ở lại cho anh ơi.
ngủ với mẹ và gọi là chơi với em được mà. Anh tiếp tục lên đó hả? Rồi em sẽ nhớ anh lắm. Phèo ơi, cớ sợ. Phèo ơi, anh làm gì mà đã cớ xử hôm nay Phèo? Phèo mất tin mẹ rồi. Thật lòng em nhớ. Em biết ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ xa nhau, có thể chia tay trong tình cảm và cũng có thể xa nhau theo luật sinh tử của tạo hóa. Nhưng em không cam tâm xa anh khi tuổi đời. Chưa, em chưa 18.
Ý là còn sao ta? Còn fan. Còn fan thì rủ fan. Ừ, không được thì nghỉ đi anh. Không nói. Còn có 10 ngày nữa. 10 ngày nữa thôi nè. Bao tờ thỉnh ghê bao bao ơi. Gật gật. Yêu ngon hả? Không có. Yêu đâu có thể nói yêu là yêu được đâu. Đúng không? Bao vật bao tiếng á. Bọc 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 bọc. Chết mỡ. Bao ơi, tụi em chưa muốn đi chạy cả xích đâu bao ơi. Bao ơi, thay em đi bao ơi. Cuối năm anh dẫn anh đi tẹt đùng Đắk Nông nha. Tẹt đùng là gì anh? Là gì ấy? Là cái gì anh Bao? Phèo ơi, bây giờ khán giả vẫn xài được mà Phèo. Bảo lệ chơi giao lưu được không vậy? Anh lên đây ngồi luôn đi này. Lên đây ngồi đi này. Sắp lên lớp 6 rồi em mua.
đưa cho xin xài, đưa cho xin tặng xin mẹ đi vậy là. Đưa cho xin đi mẹ đi. Cưng quá à. Cho cạnh miệng không? Cho cạnh phá không? Chào. Chào. Ok, bye bye anh Ba. Ba ngủ ngon nha Ba. Bye bye. Tất cả nơi nhỏ này nó từ tỉnh chứ bộ. Thấy sung không anh? Sung không anh? Rung không anh? Ừ. Mỗi lần có cãi nhau là áo hết. Ừ, dạ, ba ngủ ngon. Sau đêm đã không có ai rồi uống vô cả nhau nữa. Em hát bài đó hả? Ok. Ngồi yên ngắn còn ngủ còn. Lâu lắm rồi không hát, mình có hát được nữa không chứ? Một chút nhớ anh đây, một chút mơ chưa đầy, một chút hai mà buồn như hơi mây. Một chút nghĩ thời ấm, một chút hơi.
chút yêu thôi, nằm sâu như sớm ngầm. Một chút như thành hai, một chút mà góp lại. 21:47 á. Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bao sông, một chút mưa đầy biển sông. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, vẫn yêu đến khi tàn hao. Cứ khó có bỏ qua nha con. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi. Em phải tập hát nhiều hơn nữa. Mà đúng rồi, em đâu có chuyện hát đâu. Ừ, làm mấy đồ mới hát, chứ không làm mấy đồ thì chắc không bao giờ hát quá. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ là em không hát thì tốt hơn. Cháu phải hiểu. Có cần phải nói ra sự thật như vậy không? Có cần phải nói thật không? Nói sợ đúng đùa. Sao? Đúng. Bà kể cháu nghe hả? Chứ một cái chuyện... Ôi em đi thi kể chuyện cho bác Hồ thì em kể được, chứ ngồi đây kể chuyện thì em chỉ còn nói xấu người ta thôi. Ừ, em chỉ chuyên nói xấu người ta thôi, nói xấu các loại thôi chứ. Nói xấu phèo thì em nói được. Ừ. Phèo ơi, đứa tức của má để đâu? Trời ơi, con trai gì đâu mà má hỏi tắc của má để đâu? Đúng không phèo? Đúng không? Trời ơi, anh nghe hiểu mà. Em nói tiếng Hàn anh phèo có hiểu không? Bao nghe có hiểu mà. Em nói tiếng Nghệ An có hiểu không? Nghệ An. Em nói tiếng Nghệ An có hiểu không? Có hiểu không? Ui anh cũng vậy hả? Ơ, anh cũng nói tiếng này hả? Không, em nói bình thường. Ui em, còn mấy người mà gặp em ở ngoài đường em nói giọng này, người ta kêu em là giọng Hà Lan đặc. Nó nói đặc. Quê vãi. Nhưng mà không sao, nói tiếng gì cũng được mà. Go go boy. Hiểu không? Phèo có hiểu không? Em nói nghe, em nói giọng nghe, anh có hiểu không? Anh với chị baby không? Đó. Giống không? Giống không? Giống mà đúng không? Ừ, em thấy giống ghê luôn á. Ừ, thường thường gái như em nói giọng là nói tiếng giọng nó vẫn bị nó không có được, ý là nói nó tiếng giọng không có được á. Em cho việc cầm nha, em cho anh. Gì đó. Em nói vẫn được à? Em thấy em nói cứ tuyệt vời luôn. Nói giọng Huế cũng được nhưng mà em chưa thử. Hắc não thì anh hắc não á. Em nói tiếng Việt. Em phát âm không được chuẩn tại vì không ở ngoài trời, ở ngoài đời ấy, nó chỉ bình thường. Tại vì cái chỗ em á là nói giọng đó thì em nói chuyện bình thường, còn trên này thì nói vậy thôi. Do lúc trước bị đau cái răng xong cứ che hoài, xong giống như nói chuyện bị ngọng á, phát âm không có rõ, nhưng mà nói chuyện thì bình thường, nói chuyện người đời thì bình thường. Tất cả nói tiếng Việt mà con chó cái gì này, cái cục nhỏ. Trời ơi, và sao ta mà không để tao chửi hả? Không được hả? Có. Hiểu không? Có, em là chuyện bình thường mà. Không thì ý là phải cái môi trường của mình nữa. Giờ bắt em đi làm phải nói một giọng, đi học phải nói một giọng thì sao nói được đúng không?
Đó thì nói chung là môi trường mới quen được. Yêu vô Sài Gòn xong rồi nói giọng Sài Gòn chứ, đúng không? Nhưng mà chắc cũng không nói nổi, ở lâu chắc nói được. Giờ em lên phố em cũng đâu còn nói giọng phố được đâu. Bi à, Bi, một bài ca nói hoài. Thì thôi đừng cãi nhau, mình hôn nhau đi chứ cãi nhau gì. Cãi nhau có ai hiểu đâu, đúng không? Cãi nhau là phải à, nhắn tin, đúng rồi. Mỗi lần cãi nhau là phải nhắn tin. Nhắn tin rồi cãi nhau. Cho bớt nói đi. Em hả? Em có phải em bắt được không? Em chưa cười phải lâu nha.
Bây giờ cái đó là dĩ nhiên rồi. Trời ơi, cái đó cần phải hỏi nữa hả? Mình là chị em mà. Bi không nhớ hồi bữa mình còn tắm chung hay sao? Bi quên rồi sao? Chán hả nha. Em một giây nữa thôi, nói với em một lần nữa thôi. Có anh luôn ở đây, chẳng sợ cách rời. Chỉ có anh ở đây người ơi. Một lần nữa. Trời, Tết còn lâu mà bây giờ mình đoàn Tết hả? Mình Tết thiếu nhi hả? Sài Gòn chắc phải cỡ tầm cỡ 90 giờ người ta mới dậy chứ.
Tinder.
Phèo lại xạo lờ nữa. Ôi em tạ lắm, tại vì em muốn chơi hả? Em mới chơi được mấy trận à? Ừ mà chơi có mấy trận nhưng mà người ta đánh ghê, sao đánh được? Hết sâu mà chơi. Ui vừa sâu vừa chơi game bí sư lương đấy. Ok bao đi rửa mặt đi. Thằng cười gì thằng, trời ơi giờ sao người ta không tích chát chào người ta còn cười nữa. À quên, chán nãy rồi. Quên. Chơi với mọi người đây, thì em chơi sao? Đánh hai ván này em chơi rồi. Ừ anh chơi vi đi. Chúng ta dù yêu với nơi câu chuyện mây duyên phận không cho mình bên cạnh nhau. Nắm tay người dân lâu chẳng không sẽ phải mưa đâu. Em nói là Phèo đánh loi thì đánh em nè. Đánh loi với em rất ranh. Em chào chị nhiều nha. Em là chuyên gia kéo đánh các loại. Có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Sau mà em đâu có đánh được đâu.
kìa. Hát nữa mới chịu. Có hát từ Refi không ta? Mình hát cả cho ngầu luôn. Hát cả lên huyền thoại cho nó ngầu. Chưa có tôi hát đâu. Em phải đứng bao nhiêu đêm, và em phải đến bao nhiêu canh, để thấy em luôn đứng em trong vòng tay anh. Mà anh đâu có không? Đang chưa kiếm được, chưa thấy ai hát. Em phải ứng bao nhiêu câu, và em phải nén bao nhiêu đau, để nhím môi anh mắt lời chia tay. Mà anh đâu có muốn, lâu sau anh không giữ được. Anh tôi không ai yêu nhau. Em phải ứng bao nhiêu câu, và em phải nén bao nhiêu đau, để mím môi lên anh ăn lời chia tay. Mày tự đi, tao không cản đâu mà. Đi thăm thả. Đi đâu xa xôi tách bây giờ sao thua rồi hả? Gọi tên em lâu nay trái tim này xót xa, người yêu ấy quên nhưng không yêu thả rằng như thế tránh hỏi nhở. Sao thế hả em? Ừ em sao thế này, Mạnh ơi. Thơ rằng như thế, thơ rằng như thế. AD đi game em đi. Bi kìa, AD game chơi kìa. Gọi tên Hải đang rên. Gọi tên Hải đang rên. Cảm ơn anh Hào nha. Gọi tên Hải trong tranh. Bất đi mình qua cùng thì em đã không còn.
Tại vì mới chơi dây xót ấy. Em chào anh Hồ Minh Trung nha. Để cho anh khóc. Cái này em cũng không biết. Sáng sớm hát bài gì cho đó ngầu nhỉ. Đúng rồi, chúc bé ngủ ngon. Về
Chưa mà, đã làm gì đâu phê. Nữa, à quên ghê hả? À, làm em cứ đúng nghĩ bậy. Em ở Buôn Ma Thuột anh ơi. Ở Buôn Ma Thuột, em sắp vô Sài Gòn rồi. Em ở Campuchia. Em ở Campuchia. Đúng rồi, nhà em trong cà phê anh. Ok, lên cho cà phê. Lên cho đi hái cà phê. Ok, cà phê luôn. Cho cà phê phải uống. Cà phê trên này cho cà phê nguyên chất luôn ý. Lát thi rồi thì gì á? Anh đi thi hả? Không Bi ơi, Bi treo ở đây cho anh đi. Nhớ nhớ chồng yêu. Em vốn yêu anh rất nhiều. Cuộc đời này dù có nhưng sóng gió cứ để em lo. Vui vì mình luôn có. Thank you.
Đâu mà, ý là nếu mà rớt mạnh là máy nó tự đánh á. Ừ. Ôi, nó ăn mạnh đàng hoàng, nó đánh còn hay hơn nên em đánh nó. Để em chơi cho. Đúng chứ, em thấy em chơi cũng ngầu, đúng không? Ra nạ đã, nó đâu. Tình nhỏ ơi, em sao biết được, em ở Campuchia mà sẽ biết được cái đó, đúng không? Đánh Free Fire không? Đánh Free Fire rồi em đánh với anh được nè. Đánh Free Fire đi. Nhanh lắm, một trận đánh rất là nhanh. Đánh cỡ 10 phút. Giật đi. Thôi, em còn hơn cái Google nữa. Trời ơi, em hỏi chị Google làm gì? Chị Google đôi khi còn hỏi phải hỏi em nữa. Ừ. Google tuổi nào bằng em? Em cũng biết gì hơn Google. Ừ. Em chào Trần không thất tình nha. Sao thất tình rồi anh? Sao hôm nay giả thế? Anh quay kỳ cục hả? Sao hôm nào nữa? Thì em thích có mặc áo trắng thôi. Ý là tại vì mình mặc áo trắng chứ nhìn mình thấy nó trong trắng, đầu óc rồi đen tối mà kệ nó. Ừ. Ý là đánh lừa thị giác thôi, hiểu không? Trời ơi, ngày này cũng vô sâu mà không hiểu. Oh my god. Ơi, ngày mai em mặc áo dài lên sâu nha. Ngày mai 5 giờ sáng mọi người nhớ vào chơi với em mặc áo dài sâu. Ôi trời ơi, giữa đêm mà mặc áo dài trắng sâu thì nó cũng vui vui nhở, đúng không? Ừ. Chả anh vui hả? Không, ngồi dưới đi. Ngồi dưới cũng vui mà. Vui chơi là vui rồi. Sao tính? Tính chém chị à? Anh Trần Nơ ơi, anh thất tình đúng không? Tặng anh bài thất tình. Chúc anh luôn luôn thất tình. Đặt chỉ tiêu là được rồi. Thế mà chúng ta cho có sâu là được rồi. Làm gì phải màu mè. Đúng không bao? Tháng lên 30k là đủ sâu rồi. Ở 30k tim ấy. Em nói tháng lên 30k tim là đủ sâu rồi. Không cần nhiều. Trong tháng nào em cũng đạt được xong thôi. Nhổ. Em xin lỗi anh, hãy tha thứ cho anh lần này. Mà anh bơm một phát làm gì? Anh tính bơm ngực á? À. Anh ơi, Mỹ đã mất thêm một người đàn ông nữa sao? Thôi em không chọc anh nữa. Anh cởi chưa? Cởi đâu chưa? Giờ đây nước mắt em đã rơi rồi. Thật ra em đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em hay em lại nhớ anh đâu ở đây. Chào em trai. Muốn hay lan không? Đập máy đi anh. Trời ơi, đập máy đi. Cho khởi động. Coi như em không biết gì đi. Cho khởi là gì? Coi như là em không biết gì đi. Ừ, coi như là em không biết gì. Chứ em mà biết là em sập rung nữa. Đập máy đi hỏi. Ừ, hãy chỉ việc đập thôi, mọi chuyện cứ để em lo. Ừ. Cứ đập thoải mái đi, thích đập
cái nào đập đập khi nào hết lát thì thôi. Đập xong là hết lát đấy. Anh cứ đập đi Hải ơi, em không cản đâu, em thề là em không cản đâu, cứ đập đi. Đập đi em mua mày mới cho. Đập đi anh mua mày mới cho. Cứ đập đi. Đập đi, đừng có ngại ngùng gì hết, cứ đập đi không sao hết. Vừa đập vừa livestream cho em coi nhá. Mọi người ơi, mọi người nhớ ấn theo dõi vào cái bạn Facebook của em nhá. Sao cái bạn Facebook đi nói nhiều quá. Đâu mình xúi mấy ông này, mình phải xúi mấy ông này cái bạn Facebook cho nó unfollow trời. Cái bạn ăn nó. Em hồi bữa ADN bo rồi, đố nào. Bo đúng không? Bo hủy kết bạn đúng không? Bo chặn chó quá ha. Trời ơi, mình đẹp chứ mình đâu dễ dãi đâu. Đâu phải là ai inbox mình cũng check tin nhắn đâu. Trời ơi, Hải nha Hải. Trời ơi. Trời ơi. Em mà em tính không clip đâu này, tại vì cái avatar này rất là xấu hiểu không? Đó, nhưng mà không sao. Trời ơi, nhắm mắt thì nhìn cũng được. Chịu khó chấp nhận á. Chứ thực sự là không có thích đâu. Hả? À. Lầy hả? Ai vừa kêu em lầy? Chặn. Ai kêu em lầy em chặn. Em block. Ok rồi. Ai đây phát nào? Anh tên gì? Anh bao tên thức đúng không? Dương Văn Thức. Bò. Lạnh không có gì làm hả? Lạnh không có gì làm hả? Inbox. Tin em thịt bò luôn không? Em chỉ đợi em 18 tuổi đến thịt bò thôi. Bây giờ thịt cũng được vậy. Em nói rồi, em thề em trước khi em 18 tuổi em sẽ thịt bò. Thế nên mà thì anh bảo ở Sài Gòn đúng không? Đúng không? Cho cái địa chỉ đi. Nhanh, cho cái địa chỉ mà ship bom tới. À, ông tình nghề này ông điện thoại đúng không? Đúng không? Trời ơi, trời. Mình là thật là thông minh. Đôi khi mình cứ tưởng, đôi khi sao mà tự nhiên lâu lâu em thấy em thông minh dã man luôn ấy. Không tin được, sẽ lại 30 sao lại sinh ra một người thông minh như mình nhỉ? Được rồi, em quyết định rồi, sang em xem TV Hoa hậu. Hãy chờ em nha. Hãy chờ em nha Hải. Mai em sẽ đi Hoa hậu. Sao vậy Tính? Tính lại sai nữa rồi. Trời ơi, đeo kính nhìn chi tiêu ghê ha.
Bình thường avatar xấu như thế này là em không có like đâu nè. Ừ, bình thường avatar xấu như thế này á là em sẽ thấn nộ, hiểu không? Nhưng mà không, hôm nay em chịu khó, em sẽ cho icon mặt cười. Ừ, em tính phẫn nộ rồi. Ừ, nhưng mà suy nghĩ lại mình làm thấy quá hay không. Đây, ok, unfollow. Để follow cho vui. Em không ăn đây đâu nha. Anh có like bao ta anh chưa? À, chưa, trời ơi, đợi em xí nha Bo. Hình như Bo vào show idol chỉ để câu like cho thì phải. Bo thật là nham hiểm. Atata gì mà có 62 like, alo, 63 này. Ui, em cho một like để, cho một like cho lên 64. Tội quá. Ừ. Và sau ngồi ngồi một tiếng rưỡi, ngồi cho chai đít đi. Ồ, chỉ để xin một like avatar. Bo ơi bo, bữa sau xin cái gì? Bo ơi, bữa sau xin cái gì cho nó gọi là thực tế hơn nha. Ừ. Ừ, xin gì cũng xin. Ngồi một tiếng rưỡi. Ôi em ngồi tiếng rưỡi em bị chảy luôn á. Ừ. Ừ, xin gì xin cho nó đáng. Em không ngờ bó thật thà vậy luôn á. Chứ gì nữa, ngồi một tiếng rưỡi là phẫn nộ thôi. Giờ muốn yêu thích không? Muốn yêu thích là ngồi từ giờ đến tối mới được yêu thích nha. Tự nhiên buồn. Buồn mà kệ bó chứ. Em có quan tâm mô. Lát lắm hả anh nhỏ. Đập máy đã nói, trời ơi. Đập máy đi. Đi coi, đi coi. Đi coi đi bao. Bao coi rồi sao mà biết hay. Chưa mà chưa có mà. Mùng 4, mùng 6 tháng 4 không có mà. Ồ. Dĩ mùng 6 tháng 4 người có. Giờ bao coi rồi là sao? Bao xạo thế. Không, em coi Quỷ Quyệt 4 ấy. Quỷ Quyệt mới ra là Quỷ Quyệt 4 đúng không? Một bữa. Không, bữa coi Quỷ Quyệt 4 em tưởng là em tưởng là em đái cả quần trong lẹp rồi. Không theo, nhưng mà không, khi đó có trai đẹp nên là phải kiềm chế đúng không? Đó. Đúng rồi. The Last Kay á, hình như The Last Kay. Đó, trời ơi. Ta nói bữa sau em đi xem phim mà em sẽ đem cái bịch đi nữa. Đem thêm cái bịch đi nữa. Không lại làm nghe đó tội mấy bà giọt dẹp lắm. Đâu bậy đâu, em chọc chơi thôi. Đừng có nghĩ thiệt nha. Ôi, em không có lầy đến mức đó đâu. Không mặc biển. Ơ, Bo ơi, chắc Bo ơi, mình hiểu nhau dã man luôn ý. Bo, sao mình hiểu nhau vậy ta? Chị nữa đi, chị cũng muốn chơi mà. Phim ma, em coi phim ma nhiều lắm. Em coi phim kinh dị, coi phim zombie. Ừ, khoái lắm, em thích về coi zombie lắm. Ừ, coi phim zombie hay hơn coi phim ma. Coi phim ma hết hồn. Coi phim zombie hay. Bữa sau có người yêu là dẫn người yêu đi xem phim ma. Biết để làm gì không? Dẫn nó đi coi phim ma cho nó sợ, nó ôm. Chơi Liên Quân kìa, Vi kìa, chơi Liên Quân với Bo kìa. Ơ lộc, chơi với mà yêu Yến Linh kìa. Đúng rồi, đúng. Đi xem phim mà được xếp chỗ ngồi gần trai đẹp nữa ấy. Ừ, mình dạ vừa sợ ấy. Mặc dù không có sợ đâu, biết là không có sợ. Nhưng mà dạ vừa sợ rồi khoác tay để đỏ. Ừ. Không, mấy cái chiêu đó bình thường quá rồi. Không, mấy cái đó em sai quá ấy. Trời ơi.
đi coi về anh cho thôi khỏi đi anh. Anh khỏi đi. Em không nói với cả thế giới là bo hôn nách đâu. Đi xem phim ngồi gần một đứa hôn nách thì sao mình coi được, đúng không? Đi phân nè, buông phi. Thôi anh ơi, cho ủng hộ lên ơi. Thôi, bỏ. Cảm ơn buổi xe nha. Đúng là nó hơi lát thiệt luôn á. Hay do mà em chạy 1-2 tiếng rồi nó lát ta. Anh nói là anh đủ tim rồi, cất chân ngày mai rồi lên. Có hay không em lâu lắm không biết thử tay. Ôi trời ơi, ngày mai ra thằng, ngày mai là tối nay hỏi chốt tim rồi, ngày mai là thằng mới rồi. Chờ em chuyển cho banh nhà. Em rung sau rung công ty là phải để ý, là phải hiền hiền. Ai chơi lên không nên còn cho thóc nhiều. Tình nhoài kinh nghiệm vãi. Hôm qua thằng Nam nó coi sâu quen, nó coi giữ chừng á. Hôm nay em nghe nó lên mình thờ ngồi rồi. Trời ơi, đúng không? Mấy thằng Nam không bị đó. Trời ơi, buồn thiệt. Hôm qua em mới gặp nó, bị sợ nó lên hẳn gà rồi. Lúc rồi em cũng nghĩ là em chỉ nhắc vậy thôi, em chỉ nói vậy thôi chứ em chả có ý gì đâu. Ừ, mọi người không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Ừ, mọi người chỉ cần biết là thằng nam chào chào không anh ơi, cháu cả bây giờ ăn gì đó, chào đêm thì bây giờ cháu gà thôi, cháu chẳng hay ăn nữa. Ừ không, ăn cháu gà là đòi đi điều 50 ấy, cần nếu mà ăn cháu trắng thì nó đi điều có 20 thôi. Ừ, em đến chỗ nào mà cháu trắng là xác định khỏi bỏ phong bì luôn, khỏi bỏ. Ừ. em nói giỡn thôi nha, em nói giỡn thôi, đừng vùi dập em nói giỡn thôi. Bo đợi em mặt liêm nha bo, đợi em kéo lăn. Đợi xíu em đi lấy cây kính nhìn cho nó chi chức.
vàng bốn, vàng bốn đó. Bắt chước này nọ đồ, em bắt chước ai cơ? Ơ, bắt chước này nọ đồ đồ. Ủa, anh nghĩ là chắc anh có kính á. Em cũng có nhá. Đợi em. Free Fire thì em chơi được. Free Fire không? Em kéo anh cho. Chứ không anh kéo cho. Em chơi ngu lắm. Mà chơi mà mới vô xong mới đánh được hai chiêu xong cái nó quét hết luôn. Ờ. Em bắn có một xíu à, em bắn một cái em vẫn giống như là nó ra một chiêu là em chết rồi ấy, nó mạnh dữ lắm. Ba ơi, ba ơi, ơi ba chết rồi. Ba ơi, ba sao chị like hình em thôi hả? Không phải là yêu thích hả? Ừ, sao ba phụ vậy? Phải yêu thích chứ. Em đánh tên đi, thôi em đánh với máy cũng được. Thôi em chỉ có em đánh với máy cũng được. Số em chỉ có đánh với máy thôi. Ừ, tốt nhân nên bảo toàn tính mạng cho đồng đội. Trời ơi, chán giống tôi chén quá. Còn 19 phút nữa. Anh Khánh. Ok. Ok anh. Kết bạn Facebook đi, hôm nào đánh em hố. Tối đánh. Tối rồi đánh nhá. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Em sợ chúng ta. Được. Tinh nhà ngủ rồi hả? À, mọi người ngủ rồi hả? Ấn cam thủ đồ. Trời ơi, lúc trước mày tính em chưa hư, em đánh lo như đánh cơm bữa. Ừ, em cái lo cũng đang lỗi. Nhưng mà bây giờ mày tính hư rồi. Không phải mày tính hư mà mày tính kia nó không đánh lo được nữa. Mày tính này sâu á. Mày tính để sâu không có chơi đồ ấy, chơi nhiều quả xung nó lên nè. Mày cho mày nghe đồ nữa. Cảm ơn anh yêu nha. Bây sao vậy? Trời ơi, giờ em mới để ý là cái con bò này giống mặt anh này nhỉ. Trời ơi, y chang luôn. Trời ơi. Tại nhiên con thấy giống. Trời ơi, thế chứ người ta không nói, cứ gợi ý cho người ta nói là sao?
nãy giờ em hay dòng dòng cái gì? Nghi nghi. Giờ thấy rồi. Giờ hiểu. Mời em mất là xong các bạn đi. Ok nha. Sao vậy? Sao vậy? Đừng nói anh đang úp quẹt em nha. Nếu mà anh tình nào mà có ý định sán gạch em ra thì anh nên bỏ ý định đó đi. Xin anh đừng nói dối anh nữa được không? Em đố anh tình sán trúng em ấy. Chưa có đứa nào có đủ trình mà để sán gạch em đâu. Làm cho em yêu xưa những hy vọng. Trời ơi, người đẹp vậy mà để sán gạch à? Ừ. Anh sẽ biết rằng em đã đau nhiều lắm, nên em sẽ chọn là người ra đi. Vì tình yêu em cho anh khát chắc. Rồi ý là sán đâu có trúng đâu. Sán đâu trúng đâu, sán gì. Nụ cười của anh nay đã không còn như xưa nữa rồi. Ở trong anh lần này em thấy anh đã hết yêu em rồi. Em không cần lời xin lỗi, chẳng cần lời nữa rồi. Em nói gì nhanh tình nhòa. Em thấy sán là không trúng thì sán làm gì, đúng không? Em mà như anh là em cởi đồ chạy quanh xóm rồi. Mới eo chắc không nghe đâu hả? Mình mà không nghe thôi anh ơi. Sán không trúng thì sán làm gì. Ừ đúng rồi, đâu có trúng đâu. Ừ, em mà như anh là em nhục như anh là em cởi chuồng chạy quanh xóm rồi. Mà khoan, bên biển chạy quanh xóm đâu ai xem đâu đúng không? Ừ, em như anh là em cởi chuồng em lái chim rồi. U có. Ừ, chấp nhận chứ sao giờ. Đúng rồi, do cam em hơi lát á. Xí nữa. Ủa, bị tạm giam hả? Ơ, có 3 ngày chứ nhiêu. Trời ơi, anh thử đi anh. Ừ, em nghĩ là 4 ngày ý. Ừ, nếu mà đâu 4 ngày anh ơi. Nếu mà 3 ngày thì anh cứ thử thêm. Thử xem là 4 ngày hay 3 ngày anh. Ừ, em nghĩ là 4 ngày ý. Cừu không? 4 ngày. Cừu không? Em đã nói là không trúng đâu, ném làm gì cho mất công nhờ. Ừ. Trúng rồi hả? Sao bên em nó lag hay sao à? Bên em đâu có trúng đâu. Em có nên ngồi một bên thôi khỏi trúng. Sao? Bao nhiêu? Muốn bao nhiêu? Anh tình nhà muốn bao nhiêu nhờ? Muốn bao nhiêu? Anh muốn bao nhiêu? Xin anh đừng nói dối em nữa được không? Vì điều đó... Free nha, trả đây, đưa hình đây. Bản gốc nha, anh đang giữ máu. Ừ, anh muốn bao nhiêu, anh muốn bao nhiêu, em trả cho xóa hình đi nha. Có một lần hai ta hơn đổi trong nhau, anh sẽ biết rằng em đã đau nhiều lắm, nên em sẽ chọn là người ra đi. À ok, rửa máu đi. Rửa máu đi mai chơi cho em. Nụ cười của anh nay đã không còn như xưa nữa rồi. Ở trong ánh mắt nay em thấy em nói thiệt với bo nha. Mới vô là em bỏ phiếu đâu hả anh rồi. Ừ, em mời vậy. Không phải là anh ơi, em không quen đâu. Nụ cười của
ở trong ánh mắt nơi em thấy tình đã hết yêu em rồi. Tình không cần lời xin lỗi, tình cần chẳng là lời nói dối, tình chỉ cần em người của quá khứ thôi. Người mà em yêu ngày xưa chắc nay đã không còn nữa. Tình ơi sao tình bỏ cái avatar xấu vậy? Boy, ao chưa? Tình nhỏ cho em Facebook đi. Hải ơi đừng kết bạn với tình nhỏ, avatar xấu lắm. Ui, avatar xấu lắm đấy. Em không thích kết bạn với avatar xấu đâu. Người avatar em mới đẹp. Cô ấy kêu em ơi. Đi, đôi qua Free Fire bắn đi. Cả Free Fire bắn với em đi. Ok, hết rồi em vô, trời còn có 10 phút nữa. Đánh thêm một trận nữa đi rồi em vô. Bắn roulette không ạ? Bắn roulette để bắn mobi không? Em có bắn mobi không? Mà roulette khó bắn lắm. Ừ, khó bắn top 1 đó. Chơi PC, chơi PC máy chị đâu chơi được đâu. Chị có ngồi cọc thì ngồi bình luận thì được. Em là bảo em mà bình luận trong tim mình ao chắc luôn. Anh không tắt cái thì sẽ đi. Là cái gì anh? Là cái gì? Không. Không. Không to đến nơi các bạn hết. Lộ gì anh? Lộ gì? Lộ gì cơ? Hiểu em đâu có hiểu đâu. Anh biết sao không? Cái tầm của em nó cao hơn tầm của anh. Nên là nếu mà anh có nói nhiều, anh nói có nói gì em cũng không hiểu đâu. Ừ, tại vì em cao hơn anh một bậc á. Ý là khi nào anh bằng em, khi nào anh cao bằng em, đó anh lên một bậc nữa, anh lên level nữa thì anh nói em mới hiểu. Đó, hiểu không? Đó, bây giờ chịu khó cày đi anh ơi. Ừ, anh nói em chả hiểu. À, anh ơi, rip Facebook hả? Em học IT anh ơi. Anh sai rồi. Anh sai nữa rồi. Em học IT anh ơi. Tụi mà hack Facebook em. Tụi mà nói chứ đừng hack nha. Trời. Để cho gia đình được bình yên đi. Anh thấy gái IT bao giờ chưa anh? Đây này, đây chứ đâu. Ừ. Em hắc sập mạng anh bây giờ. Biết thế nào là yêu. Em giờ em ghét đứa nào là em cứ hắc sập mạng nhà nó. Những suy nghĩ trong anh cứ vươn lên từng phố, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong em giờ đang chia làm hai. Một nửa trong em tự nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời giữa. Em hát modum ra bạn nhà nó đi. Dạ không hát được anh ơi. Cái modum đó chỉ có đập được thôi. Hãy để cho không. Không em đập qua đông rồi đó. Ui anh nghĩ em tuổi gì? Em tuổi gì hát được vào đông? Em chỉ có không em qua đập vào đông thôi. Nhiều khi em từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ. Do mạng nhà em lát hay sao chứ? Con gì nó cắn mạng em nhở?
từ khi mà tình nhỏ chưa vào thì cái mạng thì nó đâu có lép đâu, cho đến khi em tình nhỏ vào thì trời ơi, nó đứng luôn. Ừ, cái đứng mà đứng chung mấy cái khoảnh khắc mà nó đẹp thì nó đỡ, chứ đứng mà chung mấy cái cảnh xấu dã man buồn thật chứ. Còn 6 phút nữa hết show rồi, mọi người nhớ đến Half Free Chain rồi nha. Ai on điện thoại nhớ bình chọn trên 5 sao nha. Ừ, mà bình chọn 1 sao trắng cũng được. Ừ, 1 sao trắng nha. Ồ, ok, cảm ơn anh nha. Trời ơi, 1 sao trắng nha, ok, cảm ơn. Ý có là gì quên quen. Chào anh Hoa, anh Đào nha. Lại lừa, quên mua mà quên. Trời ơi, quen từ đầu sâu đến giờ ngồi 2 tiếng đồng hồ rồi giờ mới chào. Giờ mới thấy quen là sao? Ơ ta Tuấn rồi. Tuấn là đứa nào ta? Tôi đâu có quen đâu. Tuấn nào? Ơ không quen. Ai chứ bé Tuấn thì không quen đâu. Nợ trả tiền đi em ơi. Tuấn, trả tiền đi. Nợ đòi hoài không trả là sao? Trời ơi, để cho con người ta lên sâu đòi để sao? Trời ơi, ta không muốn là mình nhục trên sâu đâu, nhưng mà trả nợ đi. Trả nợ đi, trời ơi. Nợ có xí, nợ có bao nhiêu đâu. Trời ơi, đòi hoài không trả, không lẽ giờ ta đòi nợ công khai trên này luôn hả? Ồ, trả nợ đi. Đợi, ngồi đây đợi, trả nợ nè. Ồ. Quần đó. Cái quần được hoài. Trả tiền đi em ơi, trả tiền đi. Trời ơi, mượn có 10.000 không trả. Trời ơi em ơi, sao em xây măng ở như vậy em hà. Không, em không muốn về. Lên đây mà lột nè. Lên đây mà lột. Đấy, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Em sắp hết sâu rồi. Rống một bài nữa rồi ập. Đợi xí nhá, đợi xí tôi đợi xí. Còn cái trả luôn nè. Ừ, còn cái trả luôn nè. Đợi xí. Em nói tình hả rồi. Lột đồ chưa? Em nói lột đồ chưa? Ừ, lột chưa? Nên còn 4 phút nữa lột nhanh lên. Lột sạch nha. Rồi nằm đó đợi em. Ừ. Cho cơ là xí nhỉ? Chocolate là gì ấy? Chocolate là gì? Em biết đâu. Thôi anh cứ nằm đó đợi em đi. Ừ, đợi em nha. Ủa ơi, anh ơi, của anh bé thế. Đi chơi game tiếp mà chơi game gì đó. Tình nhỏ ơi, sao nó bé thế? Ừ. Sao nó có 2cm à? Tức là có nhiêu đây hả? Sao là bé thế? Học chơi roulette được phải học nữa. Không, cái đó thì sao mà xin được? Cái đó bé quá. Không, cái đó nó không có người đâu. Ừ, phải mang áo mưa chứ. Sao ta xuống nó lăn nó chứ? Thì mình ngu. Đừng có xuống, đừng có nhảy liền. Cái đó đợi nó đi xe mà nhảy cái khu nào mà không có người ấy. Nhảy cái khu nào mà ít người cho nó đỡ, chứ mày cứ nhảy thế là nhảy liền luôn hả? Cái ngu. Giờ mày thấy khi nào mà tao khuyên mày nhảy ngoài biển. Ừ, mày cứ ra ngoài biển mày nhảy. Ừ, nhảy thẳng ngoài biển ấy, có thằng nào dám mò đến mày đâu. Tao không biết bơi. Nhưng mà cái máy nó bơi được mà. Không, chơi roulette. Cái màu, cái cỏ khó bắn á. Thấy nó sao ta? Nó bắn hoài không trúng. Chơi Free Fire, nhắm cái là trúng luôn. Bắn một cái trúng đầu là chết. Ừ, bốc có mobi nữa. Ừ, xí tại về thử. Đi dưới biển không à? Ừ, mày chơi ngu mà mày đi dưới biển ấy. Ừ, mình đi được mấy phút. Ừ, đi dưới biển đi được 2-3 phút cái vòng vô an toàn là ao liền.
tay bắn của ASEAN ấy thì mới chơi chung được, đúng không? Đi từ đầu luôn. Là sao sao? À, ngoài biển có đồ cho anh lấy hả? Ờ, ngoài biển có đồ sao? Có đồ không? Có không? Mà kệ anh chứ. Có ASEAN mà kệ anh. Ừ, mà kệ anh chứ, ai có ai chơi với anh đâu. Trời ơi, nhục chưa? Nhục chưa? Ai đầu lên chưa? Đợi bố phốc nở. Đợi bố phốc nở. Anh ơi, anh ơi, mở ra em phi đến. Mở chăn ra em cho dưới. Em chào anh gì đó nha. Bo hình như hôm nay gạ tình hơi nhiều ấy. Không, em không gạ nữa đâu. Em hứa em tha cho con cho người ta. Thằng em anh nó đang trừ em gái của em đây. Sao ra? Em chả ai lớp năm nha. Thôi gái 18 chưa 18 nhưng em chả hiểu mấy cái đó đâu. Nhưng mà sao không hiểu. Nhưng mà kệ. Hết sâu rồi. Sao không nói sớm. Ok bye bye. Vấn nha. Tối 21 giờ và 47 chơi nha. Ừ, ngày mai mọi giờ nhớ 5 giờ sáng lúc tầm 8 mọi người nhớ lên chơi với em nha. Ừ, lên chơi xong coi em mặc áo dài nha. Mai em đi học sớm nên em sẽ mang áo dài luôn. Cho xong em đi học luôn. Room 3 số sao? Sẽ room 2 số. Room 3 số em sau 22 giờ. Mà đừng ăn em. Anh khuyên em khuyên anh từ nhà đừng qua room 3 số anh nợ. Anh đừng có vô room 3 số. Anh mòn xác lắm anh ạ. Ừ, qua đó mòn xác lắm. Anh mơ em xin được không? Không sao đâu, bé xinh xinh đủ xài ngơ. Trời ơi, to gì vừa nặng vừa cồng kềnh. Nó còn sệ nữa chứ. Đầu biết luôn. 286, 826, rung nào cũng được. Em thích sao rung này em sao? Ừ, tại vì rung có mỗi mình em sao chứ nhiêu. Ừ. Có mỗi em sao à? Thế sao nhớ tao vô, tao đâu cần mày vô đâu. Ừ. Thua thì sao? Em chẳng quan tâm về cái đó đâu. Ừ. Em chơi vui thôi. Mà em cũng không có giữ mem đâu. Tại vì ai cũng có idol riêng rồi. Giữ sơ sơ giữ được. Thôi. Quan tâm gì? Tớ ngày tới vô chơi cho tao. Vô giao lưu bài. Tao nhớ cái giọng hát kinh dị của mày lắm ấy. Ừ. Giọng hát trời đánh của mày ấy. Cho em lên danh sách luôn. Cho em ngồi dưới thôi. Em mà lên nữa. Không, em thích không ngồi. Em không thích ngồi cao đâu. Em nói dối đấy. Em không thích ngồi cao đâu. Ừ. Nói cho em chưa 18 nha chị. Ơ, chị cũng chưa 18 đâu. Ừ. Biết mày lên. Trời ơi, tao thích thật mà âm nhạc mà. Trời ơi, từ khi nghe Tuấn hát thì tao mới yêu âm nhạc chứ. Ồ, ăn dưa cho mát nè. Ăn dưa cho mát nè. Cảm ơn anh nha. Ai đâu ơi, chị xin 52k em. Ừ, sang năm chị lấy chồng rồi. Trời ơi, anh tình nhoáng ơi. Em không nói thì anh đừng có khai. Trời ơi, em đâu có bắt anh khai đâu. Anh ơi, ba con rồi anh ơi. Ba năm hai đứa anh ơi. Ba năm hai đứa. Một con là ít thế. Ừ. Nhìn em là anh phải biết rồi. Nhìn em là anh phải biết là ba con rồi hiểu không? Cỡ đó. Đúng rồi, của anh bé quá mà. Sao mà vừa được. Đâu còn không có cảm giác nữa mà. Lại nguyên à? Ơ, cho em leo rank với. Em mới rank đồng. Em đồng. Anh vàng thôi à? Em thấy người ta quảng cáo bút đầy à? Em thử coi.
Trời lệ nào. Thôi à, của người ta ai cũng phèo. Để cho ông phèo tự leo đi. Ừ, để cho phèo leo. Để em tải bốc đã từ. Em thấy Mobi. Thằng Bi đâu rồi ta? Thằng Bi đâu? Bi đâu ấy? Bi. Chó Bi đâu rồi? Bi ơi. Bi. Mày làm cái gì đấy? Bi ơi, mày làm cái gì đấy? Ồ. Bi đâu, hiện hồn nhanh lên. Ê Bi, mày đang cái gì đó? Ui. Tưởng ông tưởng tay tao vô kìa. Sao mày chụp mặt hình tay mày không nói tao tội dáng mà mày chụp mặt tao vô vậy? Sao mày ác vậy? Ok bye bye mọi người nha. Xóa đi con.